Đấy, đấy anh ơi, anh đeo cái này cái nhá. Ok. Đây, đây là giới thiệu với các bạn nhá. Đây là một vị khách nhanh tay và may mắn nhá. Một vị khách nhanh tay và may mắn, và đây là vị khách đã chốt chiếc Kia Cerato 2019 kia. Và bây giờ anh đến làm thủ tục nhận xe rồi, anh vừa đến đây làm thủ tục nhận xe. Thì đây ạ, Cerato 2019, mời anh vào đây, giấy tờ xong rồi, giấy tờ xong chưa em ơi? Đây anh vào lấy giấy đấy. Vâng. Đây rồi, anh cấp cho em Rồi. Cả cả đăng ký đăng kiểm ấy rồi nhá. Đây 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 đây, đăng ký đăng kiểm. Đây, giao cả hồ sơ đây nhá. Cả đăng ký đăng kiểm giao cho anh đầy đủ nhá. Đấy. Đăng ký này. Đăng kiểm này. Đấy. Giấy tờ theo xe đầy đủ hết rồi. Đấy, anh bỏ cả cái giấy bán xe vào đây đấy. Rồi, ok, giấy bán xe của em nhá. Đấy, bàn giao cho anh này. Đấy. Đây, đi ra xe đây nữa. Đây ạ. Đây là vị khách chốt chiếc xe Cerato này rồi. Anh rất là nhanh tay. Đấy, đặt cọc ngay khi mà lên sóng, đặt cọc luôn. Vâng ạ. Chúc anh đi tốt Rồi, dùng cảm ơn bàn nhá. anh. Vâng. Thế anh có nhận cái xe này anh có thấy vui không ạ? Mua được chiếc xe giá Rất rẻ vui, giật vui được mình. cái giá xe qua cửa hàng. Vâng. Xe này thì nói chung là cứ đi lại là thoải mái, chất lượng xe thì đảm bảo, cam kết với anh về trên giấy tờ văn bản rồi. Đấy, pháp lý thì rõ ràng. Đấy, chỉ có là xe này nó không sang tên đổi chủ được thôi. Đấy, cho nên là giá nó rẻ thì là cũng Vâng. đã thông báo rõ tình trạng với anh rồi. Còn về tình trạng xe là cam kết với anh là không tai nạn, không gập nước, máy số zin. Chúc anh và gia đình đi tốt dùng bền, gặp nhiều may mắn. Vâng. Vâng, cảm ơn Mua anh. chiếc xe này thì anh có cảm nghĩ gì không ạ? Mình rất ưng ý khi mua được con xe này. Vâng. 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 Thế cảm ơn anh. Vâng, Vâng. vâng nhá. Thế anh đi lối này được ạ. Vâng nhá. Vâng Vâng. vâng. Chúc anh đi tốt dùng bền. Đấy chưa các bạn nhá. Thế là chủ nhân đã đến là đặt cọc và đến là chốt luôn nhá, rất là nhanh nhanh gọn đấy. Chỉ những người nhanh gọn mới chốt được, cơ hội nó chỉ đến một Cơ hội lần thôi. tất cả với chúng ta nó chỉ đến một lần thôi. Vâng. Xin chào quý vị các bạn.